các bạn ơi, giờ mình sẽ dắt các bạn đi chơi công viên nha. Các bạn ơi, đây có áo đầy đủ, có dâu nè, có capybara đút mũi nữa nè. Rồi mẹ điện chơi nhưng mà thôi, sợ đắt tiền. Giờ hai tụi mình đi chơi thôi, đi cho xe nè. Rồi được ăn kem này, được các thứ là vui lắm á. Mọi người ơi, giờ mọi người sẽ tô tượng với mình nha mọi người ơi. Giờ mình cũng chuẩn bị rồi nè. Đây, tô tượng nè, giờ mình sẽ tô cái máy gọi điện nha. To nè, to nè, to nè. To nè, to nè, to nè, to nè. Rồi. Giờ mình sẽ chỗ màu đen nha. Tô cái tay nó với cái mặt nó với cái... với cái mũi nó với là cái mắt nó nha mọi người. Với là cái gì ta? Với là cái mắt mũi đầy đầu các thứ mà người đợi nha. Người đợi cho đếm cái đã. Rồi giờ làm chuẩn bị rồi nè. Chút nữa làm tới rồi đó. Làm tô con nó rồi nè. Lông của con chuột á ha. Bình thường làm tô màu nâu nhưng mà mẹ mình ở đây quay... không có màu nâu. Ở này ở đây có màu nâu nhưng mà màu nhưng nâu... mà quay tại xám quá nên nó chuyển nó màu dam, nó chuyển da màu đỏ. Màu nâu đỏ đó. Đúng rồi. Nhưng mà mọi người phải cho nó khô biến thành màu nâu mới được. Nhưng mà mọi người đợi một chút nha. Giờ mình lấy màu nâu trộn nè. Mình trộn một tí. Mình trộn nè. Mình chưa trộn nha. Giờ mình chưa trộn. Rồi mình bảo ba là
màu nâu với màu đen trộn vào biến thành màu gì xong rồi trộn luôn à. Lần này mình chuẩn bị trộn rồi. Giờ mình đã chuẩn bị trộn rồi nha. Giờ chuẩn bị trộn rồi nè. Giờ chút nữa mình trộn rồi đó. Giờ mình trộn rồi nè. Giờ mẹ mình đang tô màu cho chị Ai đó. Nhưng mà mình đã bảo là cái đuôi mà tô mà đem mà trải tô màu vàng rồi. Giờ mình lau cho nó sạch nè. Lau cho nó sạch xong mình tô cái tai á. Tô cái tai nè. Tô cái tai của con capybara ha. Đúng rồi, dạ. Tô cái tai nè. Rồi tô phía sau. Chị Ai mình, à mẹ mình tô phía sau nữa nè. Cho nó đậm hơn nè. Mẹ tô đẹp ha. Dạ. Mẹ tô cho chị Hai đẹp, chị Hai tô nhạt lắm, chị Hai tô chút rồi chị Hai chạy đi chơi. Dạ, sao mày nè, mọi người thấy đẹp không? Các bạn ơi, giờ mình đi về đây. Bye bye các bạn nha. Bye bye.